Vài ngày trở lại đây, mạng xã hội xuất hiện tin đồn liên quan đến chủ nhân các tấm vé số trúng độc đắc Việt Lót. Cụ thể, một số tài khoản, hội nhóm, fanpage nghi ngờ hai người may mắn trúng jackpot Mega 6 trên 45 trị giá 43,3 tỷ đồng trong kỳ quay 942 và jackpot Mega 6 trên 45 trị giá 72,3 tỷ đồng trong kỳ quay 966 là cùng một người. Chiều ngày 30 tháng 12, đại diện Việt Lót chính thức lên tiếng về vụ việc. Việt Lót xác nhận đã biết tin đồn trên rằng hình ảnh trao thưởng được Việt Lót đưa lên cho thấy hai người đàn ông cầm bảng lĩnh thưởng có kiểu tóc và dáng người giống nhau. Thông tin này lan truyền nhanh chóng và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về tính minh bạch của giải thưởng. Nhưng Việt Lót khẳng định mạng xã hội đưa thông tin tiêu cực, không chính xác làm ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh doanh nghiệp. Đại diện doanh nghiệp đính chính rằng Việt Lót là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Tài chính quản lý các hoạt động của Vietlott đều tuân thủ các quy định của pháp luật theo các chuẩn mực của hiệp hội sổ số thế giới đảm bảo tính trung thực khách quan và minh bạch bên cạnh đó Vietlott khẳng định tại các buổi lễ trao thưởng jackpot đều diễn ra minh bạch công khai có đầy đủ các thông tin trên website fanpage và thuốc phương tiện thông tin đại chúng hồ sơ trả thưởng thông tin người trúng thưởng cũng được lưu trữ theo quy định của pháp luật để phục vụ các cơ quan thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu